Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị là tại bến đò Long Khánh sang qua Hồng Ngự, tức là đây là địa phận bên Long Khánh nha quý vị. Có một cái số lượng cá kéo nhau về đây rất là đông, tức là chắc có lẽ là con sông này đã được mọi người phóng sanh nhiều năm, cho nên là tất cả những loài cá rủ nhau để mà về nơi đây để mà nương ngủ, tức là được cái sự bảo vệ của tất cả những người dân ở đây. Tất cả bà con đi qua ngang đò đó là đều mua thức ăn cho chúng ăn, cho nên là chúng rất là dạng. Và bây giờ nếu như mà có đuổi chúng đi đâu chúng cũng không đi hết đó quý vị. Hai bên đò đều là số lượng cá rất là nhiều luôn. Cái gì mình thấy đó, số lượng cá khủng luôn, thấy gọi là mấy tấn cá luôn, nó đi hai bên luôn á, chắc bên đây là bên kia. Đây, cái gì mình thấy không? Ở đây thì bây giờ là không còn ai bắt được nữa rồi đó, tại vì tất cả mọi người ai cũng là người yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường, cho nên là không có ai có thể mà bắt những cái loại cá này nữa hết, cho nên là chúng là được về đây là giống như là về nơi an toàn nhất ở trong cái khu an toàn. Thấy cá chưa, khủng khiếp luôn đó. Nếu mà ai có duyên đi về Hồng Ngự, Long Khánh nha quý vị, Đồng Tháp, chúng ta đi ngang cái bến đò thì dắt bên Long Khánh á, bên Cù Lao Long Khánh, chúng ta sẽ thấy tất cả những loài cá được phóng sanh trở về đây để mà cư ngụ, được bà con thương và mọi người mua thức ăn cho chúng ăn, nên là chúng rủ nhau về đây rất là đông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo xa gần kính mến, quý vị mình hiện tại nhìn thấy chúng tôi đang quay một cái clip về con sông của Long Khánh Hồng Ngự. Hiện tại quý vị mình thấy cá mọi người đã phóng sanh và dung dưỡng, mua thức ăn để cho chúng ăn, cho nên là tất cả những loại cá đã được tập trung về đây rất là nhiều luôn quý vị. Hiện tại thì ngay bến đò Long Khánh Hồng Ngự tất cả cá được về đây tập trung rất là đông, được tất cả mọi người đi qua đò cho chúng ăn, cho nên là chúng biết nơi đây là nơi an toàn, được mọi người gìn giữ cũng như là quản lý chúng, không để cho người khác phải chài bắt hay là giăng lưới. Như vậy mà chúng rất là dạng, tập trung về đây rất đông. Trên đây thì mọi người có lắp đặt máy niệm Phật cho tất cả những loại cá này nghe niệm Phật, và mọi người đi quan qua đò cũng thấy vậy mà mua thức ăn cho chúng ăn, chứ không sợ không nỡ để bắt chúng. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn mọi người nha. Tôi xin được quay vòng vòng cho quý vị mình thấy đây là đò, bến đò Hồng Ngự qua Long Khánh, Đồng Tháp.